như là nó làm căng cả cơ thể của chúng ta ra thì đây là một trong những động tác mà phải nói là tất cả những người khách hàng đến trải nghiệm Chào mừng quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Vâng, thưa các bạn có mặt tại cơ sở 3 của Ngọc Gia Ban tại số 7 Lê Thị Nho, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngày hôm nay Ngọc Gia Ban muốn giới thiệu với các bạn một trong những cái mẫu ghế massage mà rất được ưa chuộng trong thời gian vừa rồi. Đó chính là chiếc Family Inada Nupinus 10.000. Và ngày hôm nay thì Ngọc Gia Ban có nhờ bạn nhân viên nữ của Ngọc Gia Ban phụ trách ở bộ phận kế toán sẽ ngồi lên trên đây để chúng ta có thể cùng uh, chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của Lupinus 10.000 và đặc biệt là chúng ta sẽ cùng xem rằng là cái cơ chế vận hành của dòng Lupinus 10.000 này nó có những cái đặc điểm gì mà lý do tại sao trong thời gian vừa rồi dòng Lupinus 10.000 uh, lại được nhiều khách hàng mua và đánh giá cao như vậy đặc biệt là tại cái thị trường Sài Gòn, một trong những cái nơi mà uh, con người cũng như là cái nếp sống văn hóa có nhiều điểm rất là hay. Uh, thì thưa với các bạn, Lupinus 10.000 là một trong những cái bản uh, trí tuệ nhân tạo thứ hai của dòng Family Inada sau Lupinus 9.000. Bản này thì họ đã cải tiến khác biệt hơn uh, từ hình thức cho tới tính năng. Như các bạn có thể thấy ở đây, về hình thức thì dòng Lupinus 10.000 uh, không có điểm gì chê bởi vì rằng là màn hình cảm ứng lớn Uh, và kèm theo nhiều túi khí đó cũng chính là một trong những cái đặc điểm rất là hay và hơn nữa ở chiếc Nupinus 10.000 này của Ngọc Japan thì các bạn có thể thấy nó có hẳn hai cái bên loa để chúng ta có thể là nghe nhạc và có những cái giai điệu âm thanh trong cái quá trình chúng ta massage và hơn nữa khi vào bài đánh thì tại sao Nupinus 10.000 lại được mệnh danh là ông vua gập bể bởi vì với cái dòng này khi các bạn trải nghiệm thì gần như các bạn sẽ rất uh, cảm thấy nó rất là dễ chịu ở cái vấn đề là động tác uh, nằm và động tác tự động tức là trong dòng family thì nó nổi tiếng nhất đó là các cái tư thế tự động của cái dòng ghế này thì khi vào bài đánh thì khi đánh ở phần nưng thì nó sẽ tự động uh, đưa cái cơ thể của chúng ta về cái vị trí nằm thoải mái nhất như thế này để cái xương của chúng ta cũng như con lăn nó tiếp cận à vuông góc với nhau để cái bài đánh nó đưa ra được cái hiệu quả hơn từ con nan cho đến túi khí. Và đây là cái động tác là con nan nó đi xuống dưới cái phần hông của chúng ta. Kèm theo là cái cơ chế gập lên. Đây các bạn có thể thấy nhé. Cái động tác gập này nó gập người chúng ta tạo thành một cái đường vuông góc để từ đó cái con nan nó sẽ ấn sâu vào cái cái nưng cũng như là cái cơ xương của chúng ta. Nó sẽ tạo nên cái hiệu quả kèm theo là đây các bạn có thể thấy cái túi khí phần bả vai nó sẽ đi rất là sâu nó ép chặt vào kèm theo con năn thì như các bạn có thể thấy ví dụ như bạn nữ nhà mình đang ngồi ở trên đây thì các cái động tác nó rất là phù hợp và nó sẽ cảm cho chúng ta cảm giác nó dễ chịu và nó chuyên sâu hơn thì thực sự rằng nếu mà nói ở trên video này thì cũng rất là khó để mình có thể chia sẻ với các bạn rằng cái động tác ấy nó làm việc như thế nào nhưng ở dòng Lupinus 10.000 thì thực sự khi mình trải nghiệm thì mình có một cái cảm giác rất là thích đó là cái động tác gập bể hả À, ở cái phần nâng và kéo giãn nó khác hơn với cái những dòng và, và Fuji và dòng Pana thì cái động tác gập bẻ và kéo giãn của dòng Family Inada Lupinus 10.000 này thì nó cho chúng ta cái cảm giác thực hơn và nó chặt chẽ hơn tức là nó bóp chặt các cái bộ phận chân rồi là bộ phận tay vai để từ đó nó làm cái những cái động tác bài kéo giãn cảm giác nó rất là dễ chịu và đặc biệt dòng uh, Lupinus 10.000 này thì động cơ của nó nó là cái động cơ uh, đi nó mềm hơn và nó êm ái hơn bởi vì cái 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 dòng thiết kế cái cái hơi và cái túi khí của dòng Lupinus 10.000 này thì nó lại khác biệt hơn so với dòng uh, Fuji và dòng Pana. Dòng Pana và Fuji thì nó sẽ có độ ổn hơn một chút thì đây cũng là một trong cái ưu điểm của dòng Family Đây các bạn có thể thấy đây là cái động tác mà kéo giãn cột sống này. Đấy các bạn có thể thấy xem nó kéo rất là kỹ và gần như là nó làm căng cả cơ thể của chúng ta ra thì đây là một trong những động tác mà phải nói là tất cả những người khách hàng đến trải nghiệm dòng Nupinus 10.000 này thì cảm thấy rất là thích cái động tác này thì hiện tại là dòng Nupinus 10.000 với phân khúc trên 50 triệu thì thực sự là rất là xứng đáng để cho chúng ta có thể là sở hữu cái sản phẩm này thì nếu các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với ngọc japan tại số 7 lê thị nho quận 12 thành phố hồ chí minh với số điện thoại 097 494 55